tí tí nó Facebook đi rồi chứ Ok, so how are you today, Jin ha? Do you miss I your school am teacher? so very happy. So very happy. Thầy hỏi em có khỏe hay không, chứ thầy không có hỏi em có hạnh phúc hay không. Ủa thầy hỏi là hôm nay em như thế nào, thầy bảo hôm nay em rất là hạnh phúc mà. Thường câu đó là I'm good, I'm fine, được không? Nó còn Thế không bảo là happy được. thì nó hơi lệch một chút. Mình thường hỏi cái câu đó có nghĩa là khỏe hay không, và em trả lời là em hạnh phúc thì tất nhiên là lệch rồi. Ok. Em lẽ ra là mình có một bài kiểm tra, nhưng mà vì mình học lố cái bài qua cái bài kiểm tra nên giờ thầy không biết nói làm sao. Làm nếu mà bây giờ em học cái bài đầu tiên review đó, thì mình sẽ có một bài kiểm tra do trung tâm bác làm. Mà do mình học tới bài số 2 rồi cho nên giờ Không thầy sao. không, thầy không biết có nên cho làm kiểm tra không nữa em. Thầy chưa có hỏi chị quản lý nữa. Cái nào phải đằng nào trước thì sau thì kiểm tra, trước sau thì kiểm tra thôi, mình kiểm tra những cái việc. Là rồi rồi ok, now let's talk about em vô lúc 7 giờ 7 phút hình như vậy. 7 giờ 7 phút rồi. Ok Jin ha, can you tell me about what we learned in the previous lesson? Vì có mấy từ mới như sau. Alo, thầy nghe không ấy? We have vocabulary is make a video, là làm video, quay video, đúng không Make thầy? a video. Ok. Rồi. What else? Take a picture. Chụp ảnh. Ok. Upload photo. Upload a photo. Đăng ảnh. Make a photocopy. Make a photocopy. Không phải in ấn mà photo. Rồi. Sao mà thấy Ủa? Còn một từ nữa. ủa còn từ nữa, thầy nói Vâng. tiếng Việt có nhớ Quét một tài liệu. quét một tài liệu. Quét một tài liệu. Scan a document. Scan a document. Scan a document. Ok. Ok thầy. Rồi. Như vậy là học mà học chưa kỹ. Không, em đọc nó không được rõ đấy thầy. Document. Ok. Ok, so we can have a small talk before we start. So what were you doing before? What time is it now in your country? Bây giờ là mấy giờ bên Hàn Quốc vậy? Đã xem đâu có đồng hồ đó nhỉ. Bây giờ là like 11. It's Nine like 11 eleven. Really? Oh, so really. you study so late, right? Yeah.
Okay, Yeah. but remember that today we study 2 hours to make up for Monday. Okay, Anh biết. Monday. Yeah. On Monday, I couldn't teach you, so today we have to study for 2 hours. Okay. It's Yeah, thank you. Thank you so much. I love No you. problem. Yeah. Thầy chỉ được có hút thuốc lá không thầy? No. You are smoking. Nếu mà hỏi you, Are are you you? smoking? Are Are you you? smoking? Do you smoke, em? Ủa? Do you Bạn smoke? Are you a smoker? Nhưng mà thường thường cái câu người ta hỏi là are you a smoker, hiểu không? Do you smoke? Hiểu không em? Thường thường người ta sẽ hỏi cái câu dưới hơn là câu trên. Okay. So ok I cool. don't smoke. Smoking is not good for your health. Yeah, good, beautiful. Yes, so good and beautiful. Maybe, maybe là gì vậy? Có lẽ Maybe. vậy. Maybe là có lẽ vậy. Maybe. Maybe smoking is bad. Có lẽ hút thuốc thì không tốt. Thầy giáo sư em bảo là mọi người đều hút thuốc lá, mọi người là many people, Mọi người, everyone, everyone everyone smokes. bro. Thế nào mọi người hút thuốc lá thầy? Còn Người many people là nhiều người. Many people smoke. Smoke every day. ô đơn giản mà. Causing damage to their lung. To their lung. Được không em? Damaging their lungs. Damaging their lung là phổi của họ bị tổn hại, được không? Jinha smokes every day. He smoke cigarette Hey, you, I don't smoke. in the evening. He smokes weed. He smoke weed. Là chơi Đá. chơi 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 đá Bạn cocaine cocaine được chưa? He smoke thầy weed thầy thầy mà lại em hỏi and cocaine. Ủa đó, em vẽ màn hình trên màn hình được em vẽ mà thử không biết à. nè. Ủa thường thường thầy không đeo kính đúng không thầy? Yes. Nhưng mà tại vì trung tâm như chê cái cam của thầy cho nên là cũng không biết nó làm sao nữa. Kiểu như là đeo vô để mà có gì đẩy cái màn hình ra để mà nó quay cái góc thầy cho nó đẹp một chút với em, kiểu kiểu vậy. Có vài thầy Này cô ở còn trong thế. Này còn thế nữa. nghe em, abuse in check cocaine được không em? Cocaine, cocaine. Cocaine cocaine em chứ không phải là cocaine em, thầy nhầm. Cocaine Không, tiếng Hàn nó là cocaine thế ạ. tiếng Tàng là cocaine nhưng mà mình đang học tiếng Anh. Ok thầy. Smoke Cocaine. smoke cocaine cũng được em. Em tưởng là khô, em tưởng là cái bánh coco đấy, cái bánh choco. Nói tiếng Anh đi nào. Cake cake là bánh đúng không đấy? Cake là cái bánh đúng không? Chocolate, Thế còn sô cô la là choco đúng đấy. Chocolate. chocolate, chocolate. Chocolate. Em tưởng là chocolate. Ok. Chocolate, được chưa? Ok, Chocolate, thấy cái chocolate. từ này là gì? Đó. Cái Thuốc lá. này á, là thuốc lá. Tobacco. Tobacco như là cũng kiểu như xì gà vậy.
Ok em, rồi hết giờ nói chuyện riêng tư rồi. Ok, now let's start our lesson today. Ok. Ok. Ok, now let's start. Ok. Ok, express Ok. sympathy for a problem. Nghĩa là bày tỏ sự đồng cảm cho một vấn đề nào đó, được không em? Bày Ok. tỏ sự đồng cảm. Sự đồng cảm cho đối với một vấn đề. Ok, so now let's start our lesson today. Ok. Ok. Ok, so now let's Ok. listen. Mày cái gì vậy? Đừng giỡn nữa. Giỡn nữa nào. Em bảo là ok. Em đọc thấy. Hay là em nghe đọc xong em đọc theo. Nghe nghe đã rồi đọc em. Nghe đã. Nghe và nhìn được nha. Nghe và nhìn trước nè em. Rồi rồi mới đọc. Read and listen to people discussing a problem. Hi Ed, how's it going? Fine, thanks. But my microwave's not working again. Again? I'm sorry to hear that. What brand is it? A quick point. It's a piece of junk. Ok. Rồi bây giờ đọc thành tiếng cho thầy. Đọc thành Ủa? Em đọc thành tiếng cho thầy đi. Đừng vẽ lên nữa. Không, em hỏi cái này đọc là sao thầy, cái này A piece of junk. A piece nè. of Peace junk. Pizza. 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 Piece of. Piece Peace. of. Thì nó đọc là piece of À, Shopee, Peace junk. Shop. Còn cái từ đằng sau là từ cho mà thầy. Chân chân. 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 Đây em. Chân tay. Đây em, piece of junk. 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 Chân. Được chưa em? Ok Được. thôi. Chân chân chân. Nó có chờ chờ Chân. em. Ừ. Chân Nó chân nghe cũng chân giống như là chân á, chân á, nhưng mà không giống lắm em. Chân chân. chân. Ừ. Ừ. Đã chân. Đã chân. 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 Rồi đọc đọc lên lên đi em. Hi Ide. How you Hai eat going? hai s hai s Hi Ed, how is it going? Fine, thanks. how is it going? How is it going? How is it going? Sao lại là sis? Thì một cái này em, một là em đọc là s thì how's it going? How's it sis? Được không? Còn nếu mà how is it going thì em đọc nối ra không đọc tắt nữa. Là How how is it going? How is it is going? it? How is it going? How's How it is it? going? How's this Ok going? em. I asked, how's this going? Fine, thanks. But my microwave is not working again. Again? I'm sorry to hear that. What brand is it? Is it? What brand is it em? Zip. It. Zip. Is it? Nếu mà em nè. Nè nè nè. Khi mà cái chữ is á, nó có thể viết tắt là phải s được không? Thì nếu mà em đọc là y, is, thì em đọc bên trái á, thì em đọc là y, còn em đọc bên phải thì em đọc là s được không? Là sờ thôi được không em? Giống như nè, what is your name? What is What done? your name? Cái ở dưới what's your name? What's your name? Thì rồi được chưa? Bên trái thì em đọc là is là chữ Z.
Còn bên phải là em đọc S được chưa em? Rồi. Vâng. Again to hear. Em đọc hết chưa? Đọc hết giùm thầy đi, đừng giỡn nữa. Thầy em đọc hết rồi hả thầy? Rồi. Ok. Có một từ nào không hiểu không? À, em còn từ B cuối cùng cũng chưa đọc. Rồi nói đi em. A fishbone is piece of chân chân. It's a piece of junk. A piece of junk. Is Đâu be đâu option. piece He of vậy. Rồi ok. is option. Chào Ed. Dạo này thế nào? Cảm ơn ổn. Tôi ổn. Nhưng mà cái lờ vi sóng của tôi thì nó lại không chạy nữa hả? Tôi rất là buồn khi mà nghe thấy điều đó. Tôi thật tiếc khi mà nghe điều đó. Nó là hiệu gì vậy? À, nhanh gọn lẹ nhé. Nó là đồ dỗm. Ok. Ồ. Ồ. Vậy chứ em. Cái gì không hiểu Vâng. không? Cái đoạn Ok. cuối cùng đó thầy. Lần cuối cùng một quick point is a piece of junk. Câu này Em không hả? biết là X-Coin là gì thầy. X-Boy. A quick point là nói lẹ nha, được không? Đợi tí em ghi lại lấy lẹ. Nói ý là nói ngắn gọn, được không? Nói ngắn gọn. Nhìn chơi em. Thế còn từ đằng sau là gì vậy? Từ Piece đằng of sau. chân là đồ dỗm em. Đồ dốm. Ô, đi cũng giống từ giả chân ấy nhỉ? Thì piece of chân là piece of chân là một cái món gì đó dỗm, được không em? Nghĩa là hai cái từ đấy ghép lại là đồ là đồ dởm chứ không phải là một. A piece of chân là cái đồ dỗm. A piece of chân là nó là đồ dỗm. Thầy vì đấy ví dụ khác thì thầy lấy ví dụ khác thì thầy Have a TV, but it's broken. Yeah. It's a piece of junk. Được chưa em? Dạ thầy. Ok. Ok, so let's learn some new vocabularies. Rồi. Tối tiếp dài này mai ông nội ông kiểm tra cho chết. Là sao? Thôi nhiều từ mới. Em. Mà mình không có gặp nhau tuần sau mình mới gặp nhau. Em quên. Ok em. Look at the screen and repeat after me please. Food processor. Processor. Food processor. Food Food processor. processor. Food Là cái processor. máy xay sinh tố, được không em? Máy xay sinh tố thì nó Tôi cũng biết có tiếng một Hàn nó cái, gọi là tiếng này. nó gọi là blender, Tiếng nó gọi là blender luôn. Hàn cũng như thế. Blender, nó là blender. Blender. Không, nhưng tiếng Hàn nó là blender. Render. Rồi ok em. Rồi hair dryer. Hair Hair dryer. dryer. Hair dryer. Ok. Máy sấy tóc, được không em? Máy sấy tóc. Pressure cooker. Breast cooker. Pressure cooker. Breast cooker. Pressure cooker Breast cooker. là nồi áp suất. Ừ, Nồi áp gì? Nồi áp suất. Nồi áp suất. rồi áp suất. Dishwasher. Dishwasher. Washer. Washer. Dishwasher. Ok, that's right. Washer. Dishwasher. Dishwasher. Máy rửa chén. Máy rửa Coffee maker. chén. Coffee maker. Coffee maker. Coffee maker.
Máy làm cà phê. Máy làm cà phê. Rice cooker. Rice cooker. Rice cooker. Rice cooker. That's right. Nồi Thank you. cơm. Nồi cơm. Nồi nấu cơm. Vâng, lùi áp suất. Nắp suất là cái này. Mới còn vài cái Vâng. này. Fan. 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 Nếu còn fan thì Stove. sao thật? Fan là sao? Người hâm mộ này. Ừ, cũng là fan. Cũng là fan này. I am a big fan of Blood Đấy, đợt này Blackpink về Hà Nội thì có qua xem. Bean. Thầy nói giỡn rồi, em thầy không thích. Stove. 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 Rồi bếp ga em, bếp ga. Oven. 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 Oven em, oven. Oven là nướng. Được không em? Nò nướng. Juicer. 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 Ừ, máy ép nước trái cây. Mày ép Máy nước chảy ép cái. nước. Ok. Mày ép chảy cái. Ok, that's right. Rồi, đọc từ đầu luôn cho thầy. Dạ thầy. A first semester. Đọc lại em đọc sai rồi. Food processor. Rồi. Hide the dryer. Hair dryer. Hair Ừ. Hair dryer. Thêm lần nữa. the dryer. Pressure Hair the cooker. dryer. Pressure. Ừ. Pressure cooker. Dishwasher. Dishwasher. Coffee maker. Coffee maker. Rice cooker. Cooker. Em đàng hoàng em. Rồi đọc tiếp đi. Fan. Stover. Stove. Stove. Oven. 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 Juicer. Rồi thấy không ổn rồi đó. Không ổn cái gì, ông nội người ta cái học đúng hôm qua muốn mình đành sao nhớ được. Thầy để đi, thứ hai kiểm tra xem. Em học sạch bóng rồi thầy xem. Thứ hai không biết có kiểm tra không nha. Rồi. Rồi tiếp nè em. Washing machine. Washing Washing machine. machine. Dryer. The Dryer. dryer. Rồi washing machine là máy giặt được không em? Dryer. The dryer là máy sấy. Không em, không phải máy Ủa? sấy. Cái máy gì vậy? Là cái máy nó làm cho mấy cái này, chắc này là máy máy giặt khô em. Kỹ vậy ta, không biết nó có để lộn cái hình nữa, hình như hơi lộn lộn cái hình hay sao á. Ok thôi, cái gì tiếp đi, rồi có gì thầy nói lại cho nghe. Blender. Render. Render. Blender. Render. Render. Ok. Refrigerator. Refrigerator. Fridge. Freeze. Fridge. Fridge. Freeze. Refrigerator. Refrigerator. Fridge. Freeze.
Ok, freezer. 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 Ok em, freezer là tủ đông, được không? Refrigerator Con là tủ lạnh. refrigerator Tủ lạnh là để nhiều thứ, còn tủ đông thì nó dùng để đựng kem hay là cái gì đó cần để đông đá thôi. Được không? Ok. Air conditioner. Air conditioner. Air Air conditioner. conditioner. Vacuum cleaner. Air conditioner. Vacuum Vacuum cleaner. cleaner. Vacuum cleaner. Ok em, air conditioner là máy lạnh, được không em? Nó máy lạnh nó còn được gọi là AC. AC, AC. AC thôi thầy cũng chỉ em đi dễ không đọc lại khó mà. Là sao? Không đọc lại chỉ em là AC ấy, chỉ cái này đọc khó. Thì cái này giáo trình của trung tâm soạn thì thầy dạy theo chứ chứ sao mà. Sorry thầy, sorry thầy. Hả? Vacuum cleaner là máy hút bụi, được không? Dạ. Ok. So do you have air conditioner in your Conditioner, house? Yes. conditioner. Is there any air conditioner in your house? Is there any air conditioner in your house? There are three conditioner in my house. There are three air conditioner. Em đọc đàng hoàng nào. There are three air conditioner in my house. My house. Có S không? My house. Rồi đọc lại em. Có ba cái máy lạnh trong nhà tôi. Are there three air conditioner in my house? Là sao em nói lại coi. Sai rồi. There are three air conditioner in my house. Rồi ok em. How often do you use your air conditioner? How often do you use Đấy, mình đã học về mùa đó thôi. your air conditioner? Là sao em? Cái nào mùa kiểu bốn mùa kiểu mùa đông mùa hạ mùa thu Spring, mùa xuân. mùa xuân Summer, mùa hè. summer Autumn, mùa thu. Winter, mùa đông. ok thầy thế thì Rồi. How often do you use your air conditioner? Em có dùng máy lạnh nhà em thường xuyên không? I always use air conditioner vào vào mùa 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 đông ở vào vào mùa xuân hạ thu đông vào mùa hạ hạ em vào mùa hạ em dùng on đúng không thầy? Dùng on là sao? Cái vào á thầy vào In mùa the hạ. summer. In the summer. Rồi sao nữa? Sao nữa em nói gì vậy? Em bảo là I already use air conditioner in the summer. Rồi ok. Rồi vậy nói là tôi không bao giờ dùng máy lạnh vào mùa đông thì nói sao? Tôi không bao giờ dùng được thế thầy rất lạnh người đông hộ em với Rồi đó em. tôi không bao giờ I'm never use air conditioner
in the winter. Winter. Ừ. In winter. In the Rồi. Tiếp đi em. Tiếp nè. Do you often use vacuum cleaner to clean your house? vehicle, vehicle, cái gì nhỉ? Vehicle, 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 vehicle. Ừ. Vacuum cleaner em, vacuum. À, trời ơi. I don't have a regular in my house. I don't have a vacuum cleaner em, tập trung đi. I don't have a vacuum cleaner in my house. House, đọc sai nữa. My Đọc lại em, vẫn còn sai em. that I don't have a vacuum clean in my house. In my house. House. Đọc In my lại em. house. Đọc lại. I don't have a vacuum clean in my house. Sai. Đọc sai rồi em. What? Cleaner. I don't have a vacuum cleaner in my house. Rồi. Nói 5 lần đi. 5 lần. No, I don't have a vacuum cleaner in my house. Rồi. I don't have a vacuum cleaner in my house. Rồi. Được 3 lần rồi thầy nhá. Nói 2 lần này. I don't have a vacuum cleaner in my house. I don't have a vacuum cleaner in my house. Sao xem. Em House. nghe được Ơ chữ em S. house. Rồi. Ơ em house thì Đọc chắc là lại, mức đọc lại, đọc lại em. Thôi. Đọc lại don't đi. have a vacuum cleaner in my house. Rồi. Còn 2 lần Đủ nữa. thôi. Cái Được gì chưa? hai lần nữa ông ơi, tới đủ rồi. Không, hồi nãy em đọc sai. Đọc lại. My God. Đọc I lại đi. don't have a vacuum cleaner in my house. Rồi. I don't have a vacuum cleaner in my house. Rồi. Trời ơi, trầm cảm Ồ. quá. Ai có một cái máy học đàng hoàng đi em giỡn hoài à. Thì học không vô, đúng rồi. Đúng không? Vâng thầy. Em giỡn hoài luôn á, chứ không phải giỡn một lần nữa. Rồi, như vậy thì mình hỏi là bây giờ ai có cái máy hút bụi nó làm sao? Who have ai có máy này, ai có máy này trong nhà đấy, Nhà là sao? Thầy hỏi là who nói tiếng Anh cái câu have, ai. vâng, who has an air conditioner, conditioner. Thầy hỏi cái máy hút bụi em. Thầy không hỏi Ủa? cái máy lạnh. Ủa em tưởng là hỏi máy lạnh. Who has a vacuum cleaner? Tập trung nha em. Who has a vacuum cleaner? Have a Ok. vacuum cleaner. Tất nghe thì hỏi là Ok. máy lạnh nhỉ? Rồi khi nào thì bạn dùng cái máy hút bụi đó làm sao? Do you use cái máy lạnh hay là cái máy hút bụi? Máy hút bụi. Sao sao thầy bảo là cái máy lạnh, sao hay tao nghe lộn nhỉ? When do you use a vacuum cleaner? Rồi. Rồi, vậy thì em trả lời thử coi. When do you use a vacuum cleaner? Cleaner. When do you use vacuum cleaner? Nói Vâng.
I use a vacuum cleaner when the dry my house. When I dirty my house. cái gì em đã xin mà hao là sao? Là nhà tôi bệnh. I use a vacuum cleaner to suck up dirt and dust in my house. Được chưa? To clean my house. Được không em? I use a vacuum cleaner to clean my house to sucking up dirt. Được không em? And dirt. Rồi ok em. Sucking up dirt and dirt là hút bụi á em. Được không? Rồi, how can you clean your house? Được không? Nghĩa là gì? Em xin phép uống một ngụm nước. Rồi. Làm thế nào để làm sạch ngôi nhà của bạn? How? Làm thế nào để sạch ngôi nhà của bạn? I clean my house. How can you clean your house? Là làm thế nào để em làm sạch nhà của em? Thì em dọn nhà, thì em làm sạch nhà, thế là nhà sạch thì em I clean I clean my house. house. I clean my Rồi tôi dọn nhà, lau nhà tôi với một cái máy hút bụi nó làm sao? Vâng ạ. Nói sao em? Với một cái máy hút bụi. Với một cái I clean my house with a vacuum house cleaner. house House. I clean my house with a vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Rồi, I clean my house with a vacuum cleaner. Rồi, bây giờ mình nói là rồi ok. Rồi tiếp nè. Ok em. When do you use refrigerator? When do you use your refrigerator? I use refrigerator when I make dinner. Why? Tại vì em làm bữa tối. Làm bữa tối thì liên quan gì dùng tủ lạnh? Ủa, em không lấy đồ ở tủ lạnh ra thì làm bữa tối là gì vậy? Rất là hợp lý đó thầy Thì ơi. em nói là em lấy đồ ăn từ tủ lạnh ra chứ em không thể là em dùng cái tủ lạnh để mà làm đồ ăn đi. Cái câu của em nói tức là em dùng cái tủ lạnh để mà em làm đồ ăn. Được chưa? em tưởng là em bảo là tôi sử dụng tủ lạnh khi tôi làm bữa tối. Như vậy thì cũng đúng em. Không đúng rồi thầy. Đúng. Nói câu á giống vậy á thì không khác nào là em nói là em cắt cái tủ lạnh ra em ăn. Được chưa? Trời ơi. Người ta sẽ hiểu Vâng. như Thế em xin sửa lại câu khác vậy. là I take something from the refrigerator to make Nói lại coi. One more time. dinner. I take something from the refrigerator